Đây là Bảo Trân. Bảo Trân có biệt danh là bánh tráng. Tại vì mặt con tròn như cái bánh tráng. Nếu nói về tính cách của con thì con sẽ nói thứ nhất là cá tính, thứ hai là tăng động, và thứ ba là nhí nhảnh. Dòng này thì con thi bài Girl on Fire. Con nghe cô mà hát cái bài Girl on Fire là con thích bài đó luôn. Hiện tại là con cảm thấy rất là tự tin. Bảo Trân rất là thích ăn bánh rán, hãy như Bảo Trân.